Nếu ai đó hỏi Puta món nào vừa hot, vừa ngon, vừa dễ làm nhất năm 2021 thì chắc chắn Puta sẽ mạnh dạn nấu cho bạn ấy xem món này luôn. Haha, món này thì hot suốt từ đầu năm rồi. Mà nguyên liệu thì không thể đơn giản hơn này. Chỉ cần hành lá, hành khô, thêm trứng và cả gia vị nữa thôi là ok la rồi. Đầu tiên là mình cần phải ốp trứng. Ôi trời ơi, skill đập trứng hơi giảm xíu. Đập quả nào vỡ lòng đỏ quả trứng đấy luôn, nó mới sợ ạ. Cơ mà không sao, quan trọng nhất vẫn là nước sốt. Thề luôn, món này vừa dễ làm, nguyên liệu lại còn dễ kiếm, mà lại còn hợp với mọi mâm cơm luôn. Nên là ai cũng có thể nấu theo được, kể cả các bạn không biết nấu ăn luôn. Rồi ốp trứng xong, rồi cứ là cho hành và phi lên cho thơm. Rồi thì tiếp tục đổ cái nước sốt thần thánh ban nãy mình vừa pha vào. Rồi lại cho em trứng ban nãy vào, tắm đẫm trong nước sốt. Rồi đun cho đến khi nước sốt nó keo keo lại là ok la rồi. Mà theo kinh nghiệm nấu ăn lâu năm của mình thì trứng mình chỉ chiên vừa phải thôi. Vì sau đấy còn cho vào nấu cùng nước sốt nữa, lòng đào nó keo lại là vừa xinh. Xong rồi là ai cũng thích ăn hành thì nhớ là rắc xíu siêu hành để trang trí như mình thôi nha. Đó, múa tay vai đương cơ bản là đã hoàn thành rồi. Em này mà ăn cùng cơm thì đúng là số rách. Cơ mà nhà mình thì không có cơm, chỉ có xôi pate với hành phi thôi, nên là mình sẽ cho vào ăn cùng luôn nha. Đó, em trứng chiên nước mắm thơm phức, sấn một miếng trứng lòng đào cay cay ngọt ngọt vừa phải, ăn cùng xôi nóng dẻo với pate. Đúng là rất highlight. Cơ mà đúng là không phải tự nhiên mà nó hot nha. Mọi người mà biết món nào hot trong năm qua thì nhớ nói để mình làm throwback lại một năm ngay và luôn.